Kính thưa tất cả quý khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023 từ Houston, Texas Thưa quý khán thính giả, cách đây khoảng một tiếng đồng hồ tôi nhận được YouTube báo cho tôi biết có hai clip của tôi bị một người nào đó than phiền và họ gửi cho tôi nói rằng là người đó than phiền là tôi xâm phạm vào đời tư của họ yêu cầu tôi hạ xuống. Tôi coi hai clip đó. Một clip là tôi đi xuống với tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở tại Houston, Texas này để trả lời cho những người cáo buộc là tôi không dám xuất hiện nơi công chúng. Và đặc biệt là để trả lời cho Nguyễn Phương Hùng nói rằng tôi bị FBI sợ gáy. Tôi yêu cầu đưa bằng chứng và cho Nguyễn Phương Hùng một kèo rất thơm, một ăn một ngàn. À thì té ra là lão Nguyễn Phương Hùng than phiền. Than phiền là vì thấy quê một cục quá trời rồi. Rồi clip thứ hai đó là tôi đi dạo ở trong cái khu vực này. Tôi nói về những tên xài bạc giả, trong đó có Nguyễn Phương Hùng chưa bao giờ có băng cấp về báo chí lại tự xưng là nhà báo. Và Trịnh Quốc Thiên tự xưng là luật sư chưa bao giờ có bằng luật sư tôi yêu cầu họ đưa ra bằng chứng mình có bằng luật sư hoặc là mình được cấp thẻ hành nghề báo chí do một cơ quan có chức quyền thì à, rõ ràng là như thế là hai tên này dám chơi mà không dám chịu không? biết rằng không làm được nhưng bây giờ chỉ tìm bằng mọi cách kêu youtube ừ, yêu tôi cầu tôi tháo gỡ xuống cũng xin cùi loi đây nè Tôi trả lời cho Youtube Coi đi Tôi không có hạ đâu Cái đám đó là cái đám mà đi cắn gấu quần tôi rồi Bao nhiêu tháng trời này Bao nhiêu năm nay Vừa ăn cướp vừa la làng Có giỏi thì làm lên những cái điều mà họ nói đi Chứ không là bây giờ đó là cây cú, xấu hổ, bẻ mặt, lên trên chương trình thì làm cho đã đến lúc khi người ta làm lại đó thì không không chứng minh được thì ăn vạ mét vu ui trời ơi thách á trường hợp này là nguyễn phương hùng đã làm không phải một lần cả hàng trăm lần trong quá khứ rồi Mà đâu có được đâu nguyễn phương hùng tự nhận là một người công chúng mà chuyên môn tấn công người khác khi tấn công người ta người ta có quyền tự vệ người ta nói lại thì lại chơi cái trò mét bu đúng là cái thứ ui ui đau khổ lắm nó xâm phạm đời tư của tôi tôi đau khổ lắm chịu không nổi cái cảnh nguyễn phương hùng này à, lớn rồi nha dám chơi dám chịu đi